tiệc tân gia, tổ chức ngàn tên, thảnh thơi vui vầy cùng Quả Ngon. Vừa qua, Quả Ngon rất vui khi mang đến một bữa tiệc tân gia đỉnh cao và tuyệt vời tại Gò Vấp. Dù thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng Quả Ngon đã hoàn thành xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thực khách. Bữa tiệc diễn ra trong không gian sang trọng, ấm cúng với sự chăm sóc chu đáo từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Mọi chi tiết từ setup đến dọn dẹp đều được hoàn thiện hoàn hảo. Bữa tiệc bắt đầu với món gỏi ốc voi voi vàng với sự tươi ngon và độc đáo, sốt chua ngọt đậm đà, kích thích vị giác ngay từ miếng đầu tiên. Tiếp đến, phải gọi là một tuyệt tác ẩm thực, đặc sản chứa danh mang đậm hương vị truyền thống. Đệ nhất heo tộc quay lui chặt mẹt với lớp da vàng ươm giòn tan cùng lớp thịt săn chắc thơm ngon, ăn cùng rau rừng và mắm tôm Thanh Hóa làm say lòng bao thực khách. Cá bóng mú hấp Hồng Kông mang đến hương vị thanh tao, hòa quyện giữa vị ngọt của cá và nước sốt đặc biệt. Và không thể không nhắc đến, tôm càng nướng phô mai là sự bùng nổ vị giác khi từng con tôm tươi rói được phủ lớp phô mai béo ngậy, nướng nến hoàn hảo thơm nước mũi. Và lẩu vua, điểm nhấn của bữa tiệc. Với nước lẩu đậm đà, quyện cùng các nguyên liệu thượng hạng, từ hải sản tươi sống đến rau củ đa dạng, bữa tiệc đã nhận vô số lời khen từ khách hàng. Chị thấy ngon, vừa phối rượu. Dạ. 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 Phục vụ cũng tốt nữa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói chung là năm sau. Dạ. Nói chung là vừa lòng, vừa ý, vừa ăn nhắn, vừa đẹp. Đây cũng chính là minh chứng cho sự thành công của Quả Ngon trong việc mang đến một bữa tiệc vượt trên cả mong đợi.